Hello, xin chào các bạn nhé. Đây là một con bọ ngựa nhỏ này các bạn. Đây, nó nằm trên hoa của cây khế này các bạn. Đây, mình ấn tượng về hai sợi râu nó các bạn. Sẽ có quay phần này trước, đằng sau các bạn xem nhé. Các bạn thấy con bọ ngựa này thế nào các bạn? Đây, mình sẽ tiếp cận nó nha các bạn. Đây, nó chạy trốn kìa. Chào các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại.